Thưa quý vị khán giả, mỡ máu cao có thể khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Chế độ ăn lành mạnh cho người mỡ máu cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm mức mỡ trong máu. Từ đó nguy cơ mắc phải các căn bệnh nguy hiểm sẽ giảm đi đáng kể. Vậy bệnh mỡ máu cao cần có chế độ dinh dưỡng ra sao? Ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Vậy thì đối với người bị mỡ máu cao thì nên ăn gì và nên kiêng những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ? Những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mỡ ở trong máu. Đặc biệt là những cái thực phẩm mà có chứa nhiều chất béo bão hòa, có chứa nhiều chất béo chuyển hóa là nguyên nhân mà gây nên tình trạng mà tăng cholesterol máu xấu. Vì vậy mà một cái chế độ ăn hợp lý, khoa học được xây dựng một cách cụ thể sẽ đóng góp quan trọng trong việc mà điều trị hạ cholesterol máu xấu, hạ triglycerides và giúp tăng cái cholesterol máu tốt lên, từ đó ngăn ngừa được bệnh rối loạn mỡ máu, ngăn ngừa được những cái bệnh về vấn đề tim mạch hay là bị đột quỵ. Thưa bác sĩ thì chế độ ăn có vai trò quan trọng như thế nào để giảm mức mỡ trong máu ạ? Với những người mà có mỡ máu cao thì nên lưu ý là trong chế độ ăn luôn luôn cần giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan thì nên có trong các cái chế độ ăn hàng ngày của mình. Với những người mà mỡ máu cao ấy thì chúng ta nên ưu tiên những cái thực phẩm mà giàu chất xơ. Và chất xơ thì có nhiều ở trong rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên cám. Chất xơ sẽ giúp cho cơ thể chúng ta đó là giảm hấp thu chất béo và tăng cái lượng đường ở trong máu lên một cách từ đó có thể giảm nồng độ mỡ máu được. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường thêm những cái thực phẩm mà giàu protein nhưng mà lại phải ít chất béo bão hòa, như là đậu đỗ, đậu tương, đậu phụ, thịt da cầm không da hay là cá. Và chúng ta sẽ cần phải lưu ý là nên lựa chọn những cái chất béo tốt, những cái chất béo mà có nhiều omega 3, omega 6. Đối với người bị bệnh mỡ máu cao thì nên kiêng những thực phẩm gì và cần phải bổ sung các loại thực phẩm như thế nào thưa bác sĩ? Chúng ta nên lựa chọn là nên ăn đồ luộc, đồ hấp, thay vì là để ăn những thực phẩm mà chiên, xào, rán. Và với những người mà có mỡ máu cao ấy thì nên hạn chế những cái thực phẩm mà giàu chất béo bão hòa, có nhiều ở trong các cái thực phẩm mà như là thịt đỏ, như là phụ tạng động vật, mỡ động vật, da các loại da cầm, rồi kem phô mai. Và nên tránh những cái thực phẩm mà giàu chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa thì nó không chỉ là có gây tăng mỡ máu đâu mà nó còn gây ra những cái tác hại xấu đến cơ thể. Những người có mỡ máu cao thì nên hạn chế những thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, như là mỡ động vật, phủ tạng động vật, da các loại da cầm, thịt đỏ hay là kem phô mai. Nên tránh các thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa, vì chất béo chuyển hóa thì không chỉ có gây tăng mỡ máu mà còn gây rất nhiều tác hại xấu đến cơ thể. Và chất béo chuyển hóa thì thường có nhiều ở trong các cái thực phẩm mà chiên đi chiên lại nhiều lần hay là những cái đồ ăn nhanh. Cần phải hạn chế các cái thực phẩm mà chứa nhiều đường, như là bánh ngọt, bánh kem, kẹo ngọt, nước ngọt, nước ngọt có ga, hay là những cái loại nước trái cây có thêm đường. Bởi vì khi lượng đường ở trong cơ thể dư thừa thì sẽ được chuyển hóa thành triglycerides và từ đó thì khiến cho mỡ máu của mình tăng cao. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Tại khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh được đo chiều cao cân nặng và ghi nhận vào hồ sơ bệnh án. Bác sĩ điều trị điền bảng đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chỉ định chế độ ăn cho người bệnh nội trú trong vòng 36 giờ đầu và ghi vào hồ sơ bệnh án, cung cấp chế độ ăn phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh, chỉ định chế độ ăn theo mã số, cung cấp suất ăn đúng khẩu phần, đủ chất, đủ lượng, vệ sinh, theo dõi kết quả điều trị, đánh giá lại sau 1 hay 7 ngày tùy nguy cơ dinh dưỡng, giám sát phàn nàn của người bệnh. Hội chẩn dinh dưỡng khi người bệnh suy dinh dưỡng nặng, chăm sóc cấp độ 1, có bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường, gút, suy tim, gan, thận, chưa ổn định. Bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị dinh dưỡng và danh mục thuốc dinh dưỡng, sản phẩm và dung dịch nuôi ăn, xét nghiệm. Thưa quý vị, những nội dung mà bác sĩ vừa chia sẻ hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc về chế độ ăn cho người mỡ máu cao cùng với các món nên ăn và nên kiêng. Tuân thủ chế độ ăn khoa học cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định sẽ giúp cho quý vị dễ dàng kiểm soát được tình trạng mỡ máu cao.
Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên ANTV.